giới thiệu tới quý vị các bạn cái tấm quạt cửu hạc du xuân của khách đặt với chiều ngang là 1m97 và cao là 1m07, dày 6 phân. Chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Cái này thì chúng tôi phải ghép hai mảnh gỗ vào với nhau, ghép hai mảnh rộng hơn 50 thì nó ra là 1m07. Chọn gỗ liền lạc và đục rất là kỹ, đục tay moi móc rất là kỹ. Gỗ thì vân cực kỳ đẹp. Đây là những cái hoa mai, đường nét cực kỳ sắc sảo. Chọn đấy đi, chọn hai cái bột từ quý. Cái đấy có manh gì không? Không, cái hôm nay vừa bọc đấy. Anh thu hạt, đục rất kênh bông. Tay đưa rất thoải mái. Cái này của chúng tôi là gỗ nó rất là dày nên là tranh nó rất to nên cảm giác nhìn nó rất là thoáng. Nhìn rất thoáng luôn. Hoa rất là kỹ. Đằng sau của nó đây quý vị. Đằng sau là chúng tôi làm ba cái én nhá. Cái này là khấu ở gỗ luôn. Cái này là chúng tôi gọi là lụ hoặc là én. Để cho nó đảm bảo cái bức tranh. Đấy, đó là hai miếng gỗ ghép bản rộng lại với nhau để rộng thành 1m07. Là hai miếng nguyên hai miếng luôn, đúng không ạ? Và gỗ là liền. Đục tay moi móc ra. Moi móc. Như các video trước cho chúng tôi quay cho quý vị đấy, thợ đang làm đấy, đúng không ạ? Hôm nay đã hoàn thành đây rồi. Đục tay 100%. Quý vị liên hệ đặt hàng thì gọi chúng tôi qua số điện thoại 0975 940 966. Xin trân trọng cảm ơn.